Tập 1. Nếu các cô đồng ý mua căn nhà này, tôi sẽ tặng cho các cô tất cả đồ bếp trong nhà luôn đó cô Lúc Tan. Cô Lúc Tan à? Cô Lúc Tan. Thấy nhà bếp đã khóc rồi, thấy phòng ngủ lớn chắc chịu không nổi luôn quá. Không, không phải do nhà bếp đâu. Em à, tại em đã nhớ tới một người thôi. Nhưng nhà bếp đẹp quá anh ôm à. Vậy là đồng ý làm hợp đồng mua bán ha. Dạ chưa anh. Chuyện này em quyết định một mình không được đâu anh. Phải đợi bạn em coi sao nữa. Được chứ. Dạ. Soda, cậu làm cái gì vậy? Kiểm tra thử âm thanh xem nó có cách âm tốt hay không thôi. Hồi nãy nghe gì không? Nghe nổi hết cả da gà luôn. Vậy là cách âm không tốt lắm. Vì Soda em hay hát trong phòng tắm lắm anh. Hay hát lắm hả? Để tôi tìm đâu về nghe chơi. Tôi giỡn chút thôi. Nói vậy là cô Soda thích căn nhà này đúng không? Em với Lúc Tan không có vấn đề gì hết. Nhưng người có vấn đề thì đang ở phòng kia. Anh ôn à, chúng ta cần trao đổi một chút. Ngồi đi. Căn nhà nhìn cũng tạm ổn, nhưng có một vài chỗ bị hư hỏng đó. Tôi thấy cửa phòng tắm lỏng, chân giường cũng không chắc lắm, tôi cũng có vết nứt, tay nắm cửa thì bị hư. Tôi nghĩ anh nên giảm cho chúng tôi thêm 500 ngàn nữa. Trả giá hay cướp vậy? Sự thật là như vậy. Tôi cũng rất muốn giảm giá cho các cô, nhưng mà đây là nhà của bạn tôi nên thực sự tôi không thể giảm nữa. 3.500.000 đã là rẻ lắm rồi. Bình thường khu vực này khoảng 500.000 á. À không phải, 5-6 triệu gì lận đó. Tin tôi đi, tin tôi đi. Anh ấy đã lấy giá rẻ lắm rồi, đừng có trả giá nữa nha. Ôi, Lúc Tan, cậu là bạn khỉn hay là vợ chủ nhà mà lại đi giúp họ hả? Nhưng mà đáng nghi ngờ thật nha. Sao lại bán rẻ như vậy được chứ? Hay là nhà này có ma? Không có ma gì đâu. Chủ của căn nhà này là bạn thân của tôi. Nó mới bị thất tình, nó quyết định sẽ ra nước ngoài sinh sống nên mới vội vàng muốn bán căn nhà này. Có gì không mấy cô? Không có gì. Tôi xin phép chút nha. Các cô cứ thảo luận đi ha. Cũng hài thiệt ha. Chủ nhà cũ chuyển đi chỉ vì thất tình, còn chúng ta chuyển vào đây cũng vì bị thất tình. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới còn gì. Kể từ bây giờ chúng ta chỉ có 3 đứa mà thôi. Sẽ không có tên đàn ông nào làm tổn thương chúng ta nữa. Nhưng nghĩ tới mình lại muốn thấy mặt chủ nhà này quá đi. Nếu đẹp trai mình đặt trước. Soda, mình mới vừa nói gì? Lúc ta nói lại lần nữa cho nó nghe đi. Sẽ không có một tên đàn ông nào làm tổn thương chúng ta nữa đâu. Ok, được rồi. Được. Được rồi, biết rồi. Cô ngon không? Vị cơm thì thơm thơm, thịt cá thì mềm mềm, còn nước súp thì cực kỳ ngon luôn, không cần thêm gì nữa. Còn nói nữa hả? Tao làm cho tao ăn mà. Không phải cho tao hả? Ừ, đưa đi. Nè, ăn đi. Thua độ nữa rồi hả? Tao nói mày đừng có cờ bạc nữa. Trái nhà 10 lần cũng không bằng một lần dính cá độ đâu. Đừng có đổ lỗi cho tao, em u nó sai. Nè, nhưng dù vậy đi nữa thì trong lúc mày đi làm ở nhà hàng tới tận khuya mới về nhà ngủ thì tao là người dẫn khách xem nhà cho mày đó. Vậy hả?
Nè Bông à, mày có chắc không? Việc mày dứt bỏ mọi thứ ở đây để đi nước ngoài sẽ làm mày quên đi được sao? Tao cũng không biết nữa. Tao chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới, được gặp gỡ những con người mới, ở những nơi mới thôi. Đôi khi như vậy cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn. À, nhưng mà đồ đạc trong nhà nếu mày muốn lấy thì cứ bỏ vào thùng đi. Tao chỉ mang quần áo theo thôi. Thiệt hả? Tao chưa có đi. Nè Phong, dù có xảy ra chuyện gì á thì mày vẫn là bạn tốt của tao. Tâm trạng gì đây? Ờ, thì lỡ mày đi mà không kịp chào nên nói trước vậy thôi. Một tháng sau. À, đây là giấy tờ sở hữu nhà của bạn tôi. Còn phần chuyển tên thì các cô cứ việc tới cục nhà đất để làm là được rồi. Nè, anh có chắc là chủ nhà này đã chuyển đi nước ngoài rồi chứ? Tại sao đồ đạc vẫn còn đầy nhà vậy? Chắc chắn rồi. Bạn tôi nó nói không muốn mang theo bất cứ một cái gì ở đây hết, vì nó sợ nhớ tới người yêu cũ. Quan trọng hơn á là nó đi ra nước ngoài mà quần áo còn không mang theo bộ nào, chỉ mặc duy nhất có một bộ trên người để ra sân bay thôi. Nếu khỏa thân mà lên máy bay được, không chừng á nó sẽ hỏng mặc gì luôn á. Anh nói vậy là mẹ muốn tới sân bay quá. À, nếu vậy thì các cô có muốn lấy hoặc không muốn lấy cái gì thì cứ đem đi, dứt bỏ hết cũng không sao đâu. À, dù sao tôi cũng xin được chúc mừng các cô nha. À, tờ xét. À, vậy tôi xin phép chào các cô. Xin chúc mừng nha. Mua nhà đơn giản dữ. Mấy đứa giỏi quá à. Tên chủ nhà này xem ra cũng là người lụy tình quá chứ. Trốn đi, không mang theo cái gì luôn. Mình buồn ngủ rồi. À, phòng ngủ lớn nhất mình chiếm nha. Nè, để mình ngủ thôi. Trời ơi, cái thằng này là quên tắt đèn nữa rồi. Mình chưa đi mà nó đã dọn đồ đem bán rồi hả? Ê, nó muốn bán luôn cái quần lót sao? Trời đất ơi, đồ điên. Đừng để tao gặp nha, có chuyện đó. Trong nhà vậy ta? Đừng có nói là có trộm. Kìa, cái khác. Cái này đi rồi. Ok. Đâu thấy đâu. Bên kia. Vô đây. Ê, còn đây hả? Ra nói chuyện chút đi. Nè, mày giỡn mặt với tao hả? Muốn giỡn chứ gì? Được, tao sẽ đếm từ 1 tới 3. 1 2 3. Cô là ai vậy? Đánh. Ôi, ôi, ôi. Trời ơi. Đã tỉnh lại rồi anh cảnh sát. Ồ, thật tốt quá. Chứ tôi giác không nổi anh ta về đồn đâu. Hình như anh ta có gì muốn nói thì phải. Chờ chút xíu. Các người làm gì trong nhà của tôi vậy? Chúng tôi vừa mới ký mua nhà sáng nay. Nhà này làm sao có anh được? Cái gì?
Ôi trời ơi, rõ ràng rồi, giấy tờ này của các cô là giả. Anh cảnh sát xem coi có nhầm hay không vậy? Sao nó lại là bản giả được? Còn dấu chính quyền bản của cô còn làm không đúng, cũng không giống nữa. Chúng ta bị gạt rồi sao? Anh Ôn không chịu bắt máy. Khoan, cô mua từ thằng Ôn sao? Thằng này có phải không? Nó làm giấy tờ cho các cô phải không? Trời ơi, nóc tới ba ly rồi, ngủ có được không đây? Nè các cô, theo tôi thấy á, nãy giờ gọi điện thoại 3-4 tiếng mà không liên lạc được là các cô á bị lừa rồi. Nè, bạn anh đã lừa chúng tôi hả? Nó không có lừa, là em U kìa. Tóm lại á, tôi cũng rất tiếc vì chuyện này, nhưng tối nay các cô phải tìm chỗ khác rồi. Chúng tôi bị lừa như vậy rồi, anh còn dám đuổi chúng tôi sao? Hả? Khỉn, nè, để mình xử lý cho. Anh ơi, không lẽ anh nỡ nhẫn tâm đuổi ba đứa con gái bọn em ra đường giữa đêm khuya như vậy hả? Giờ khuya quá rồi, biết tìm chỗ ngủ đâu đây? Đi chút xíu là có khách sạn đó. Cái đồ nhẫn tâm, cái đồ vô cảm. Đúng là ngày gì không biết, phải ở đồn cảnh sát cả đêm, còn tên Ôn trốn đi đâu cũng không biết nữa. Rồi còn phải đi tìm nhà để thuê, nhà khu vực này lại khó tìm. Ôi, là do cậu đó Khiển. Nếu cậu không vội trả phòng thì mình đã có chỗ ở rồi. Sao mình biết được là mình sẽ bị lừa chứ? Dạ xin chào. Ơi, xin chào mấy người đẹp. Quán Mô Thay hân hạnh chào đón các cô. Dạ. Đây là menu. Dạ. Quán của chúng tôi á, món nào cũng ngon hết. Ngày hôm qua đó nha, chị Mút Giang tới đây ăn nè, cứ kêu á, trời cái gì mà ngon dữ vậy. Anh nói cái gì vậy hả? Dạ xin lỗi quý khách, tôi không có ý chửi ai ở đây hết, mà tại thằng em của tôi nó tên là Phật đó. Không biết các cô muốn gọi món gì đây? Nghe đồn là đầu bếp chính của quán này ngon lắm đúng không? Ra theo menu. Nếu vậy thì tôi cho đầu bếp ra nhận order luôn, ok không? Ok luôn nha, nhớ tới thường xuyên đó, đầu bếp sẽ ra order thường xuyên luôn. Giờ thì mình cảm thấy tốt hơn chút rồi. Khiển, cậu bớt chao mài được rồi, cảnh sát thì cũng báo rồi, họ sẽ bắt được tên Ôn sớm thôi. Không khó chịu làm sao được chứ, cái tên chủ nhà hôm qua đó, hắn đuổi mình như đuổi chó vậy. Đừng để gặp lại lần nữa, không mình chửi cho chết luôn. Khỉn, cậu đừng có chửi anh ấy nữa. Sao lại không chửi được chứ, đẹp cũng không đẹp, làm như người tốt vậy, cái mặt giống y như là ông bán hạt dẻ. Chửi đủ chưa? Chưa. Các cô theo tôi tới đây luôn sao? Nè Khỉnh, anh nghĩ là chúng tôi muốn gặp mặt anh hả? Nếu biết anh là bếp trưởng quán này, tôi đã không vào cái quán dở tệ này ăn rồi. Của chữa cậu ta mà sao mình nhói vậy? Khỉnh, đừng có kiếm chuyện ở đây nữa, anh ta sẽ đuổi chúng ta như đêm qua đó. Có quyền gì mà đuổi chúng tôi chứ? Anh chỉ là đầu bếp, không phải là chủ nhà hàng. Chúng ta sẽ đứng ở đây đợi xem hắn làm gì được nè. Rất xin lỗi quý khách, quán này bếp trưởng có quy hơn đó, quý khách có đau lắm không vậy? Anh nhớ cái mặt anh đó, chuyện này không dễ dàng xong như vậy đâu. Đi về nhà đi nè. Khoan, Phong, bà cô gái này là người em đó mua nhà của thằng Ôn lừa đó hả? Chị phải thật cảm ơn chúng nó mới được. Khoan đã chị, cảm ơn vụ gì? Nếu ba đứa đó không bị lừa thì bây giờ bếp trưởng của quán này đã ra nước ngoài mất tiêu rồi. Nhưng mà anh á, làm như vậy có nặng tay quá không vậy? Với bọn con gái, đôi lúc phải làm như vậy thôi. Phụ nữ đều không thể tin tưởng được. Chửi tụi nó mà sao mình lại thi nhỏ vậy?
về tới nhà rồi hả? Ờ. Ê! Nè, sao các cô vô đây được vậy? Không trả lại hết chìa khóa sao? Phải. Vì chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Sao chúng tôi biết chắc được anh với bạn của anh có hùa nhau lừa tiền của chúng tôi hay là không? Hả? Ai mà biết được là sau lưng chúng tôi, các anh đã chia chác tiền với nhau rồi cũng nên. Chúng tôi trả tiền rồi nên chúng tôi cũng có quyền ở lại trong căn nhà này chứ. Anh nên vui mới đúng đó bếp trưởng. Bây giờ có tới 3 cô gái xinh đẹp ở chung nhà, sướng quá rồi còn gì. Tôi sẽ trình báo. Hả? Vì tội làm tổn thương tôi, theo chữ tới nhà hàng, rồi còn đột nhập vô nhà của tôi tới 2 lần. Anh nói chuyện tử tế chút đi. Cô nói với bạn của cô trước đi. Nếu còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Tôi không đi. Tôi cũng muốn biết nếu như tôi cứ nhất quyết ngồi lì ở đây thì anh làm gì được tôi. Trời ơi. Nè, đây là lần thứ 3 rồi đó. Lần nào anh ta cũng đuổi mình như vậy hết. Đúng. Cả 3 lần đều vì cái miệng của cậu đó khiển. Nhìn cái gì vậy? Vậy giờ làm sao đây hả? Tất cả tiền đều đã lấy mua căn nhà này rồi. Nè, Lúc Tan, cậu đừng có buồn như vậy nữa. Sao cuộc đời của chúng ta lại đen như vậy chứ? Bị bạn trai bỏ, tiền thì bị gạt. Chỉ cần tìm một chỗ ngủ thôi mà cũng không có. Muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới, sao lại khó thế như vậy chứ? Chị mới bắt đầu mà đã vậy rồi. Nè, ít ra thì chúng ta cũng bắt đầu rồi. Bây giờ chúng ta ra ngoài đối diện với những khó khăn, tốt hơn là ở chỗ cũ, lẫn quẩn chỗ cũ với những nỗi buồn cũ. Thấy không, bây giờ chúng ta đâu có buồn chuyện người yêu cũ nữa. Nhưng bây giờ lại buồn chuyện không có chỗ để ngủ qua đêm nay. Thôi kệ đi, dù sao ngày mai cũng sẽ tốt hơn mà, đúng không? Tránh đường đi, bây giờ tôi phải đi đổ rác rồi. Dậy đi. Mình nữa. Ngồi dậy. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Ôn cũng là bạn của tôi. Nếu như nó lừa các cô thì tôi cũng nên có một chút trách nhiệm trong chuyện này. Nếu như các cô không có chỗ ở thì ở đây trước cũng được. Cảm ơn anh nha. Ê, thật sự rất cảm ơn. Thật sự tôi nhìn người không sai mà. Dù gì chúng ta cũng đã ở chung một nhà rồi, cho nên cũng càng thân thiết hơn. Em muốn gọi anh là anh xã được không? Có lẽ là hơi nhanh ha. À, Khỉnh, cảm ơn ảnh đi. Cảm ơn anh ấy đi Khỉnh. Sao mình lại phải cảm ơn anh ta chứ? Đây là chuyện anh ta phải làm mà. Hả? Trong quá trình chúng tôi ở lại đây, tôi sẽ để ý xem anh có cùng với Ôn lừa tiền chúng tôi nữa hay là không. Đủ rồi. Cảm ơn anh nha. Mày làm đúng rồi đó. Ah!
giờ phải nằm ngủ sao đây? Không cần phải cãi chuyện ngủ trên hay ngủ dưới. Làm như vậy, chia chỗ ra ngủ đi, được không? Nhưng bây giờ, giúp nhau dọn dẹp đồ đạc trước. Đồ đạc nhiều như vậy, đêm nay chắc gì được ngủ. Mau lên. Các cậu nhanh đi dọn dẹp đi. Còn mình thì sửa lại giường, chân giường kêu lớn tiếng quá trời. Thật hả? Ừ. Để mình thử. Nè anh, anh có hộp đồ sửa chữa không? Bị câm rồi hay sao vậy? Dùng xong nhớ để lại chỗ cũ nha. Muốn gì? Tôi sẽ để ở chỗ này luôn thì sao? Anh không cần ra lệnh cho tôi. Nhà này cũng là nhà của tôi. Cây vít không có trong này. Ở đâu rồi? Cô tự tìm đi. Đây cũng là nhà của cô mà. Ôi. Anh Bon ơi, anh có cây vít không anh? Tôi muốn lấy cây vít của anh để dùng cho mình. Gì? Để dặn ốc giường đó anh. Bạn cô kêu cô ra đây hả? Ừ. Tôi cũng không nhớ nữa. Chắc là ở đâu đây thôi. Nè. Cây vít của anh to quá anh xã à. Tôi hơi quá trớn. Tôi đi đây. Bông ơi là bông, không nên cho ở nhờ mới đúng chứ. Anh Phong à, cho tôi mượn ổ cắm ba lỗ có được không? Cái cô mượn cái gì nhiều quá vậy? Bộ nhìn tôi giống như ông bán hàng tạp hóa lắm sao? Đây là lần cuối cùng đó anh. Tôi hứa sẽ không ra đây làm phiền anh nữa đâu. Đây là lần cuối cùng nha. Dạ, cảm ơn anh. Đừng ra nè. Cuối cùng cũng yên được một chút. Mình không biết, mình mới cắm vào cái nó tắt luôn à. Lần này là lần cuối thiệt đó anh. Mớ lộn xộn từ nãy tới giờ. Chắc dọn dẹp xong hết rồi chứ? Còn một chút. Tốt, vậy là sắp xong rồi. Còn chút sẽ bắt đầu dọn. Cái gì? Bye. Đêm đầu tiên đã như vậy rồi. Cái gì hả? Ra ra thi quá sao? Cậu kiểm tra cho kỹ phải thằng Ôn không? Nó không có lừa mình. Nó lừa ba cô gái thì đúng hơn đó. Tụi con gái không có chỗ ở nên ở nhà của mình luôn nè. Cái gì mà mạnh hả? Ba cô đó làm lộn xộn hết lên luôn. Mình nhờ cậu xem lại có phải thằng Ôn hay là không. Chỉ nhiều đó thôi. Cháo ăn được rồi đó anh. Ừ. Nè, cô làm gì ở đây? Chào buổi sáng anh Phong. Đêm qua chúng tôi dọn dẹp phòng lớn tiếng, có làm phiền anh không? Nếu tôi nói là có thì cô có dọn đi không? Dạ không đâu. Vậy còn hỏi nữa. Anh Phong à, tôi đang tính làm thức ăn sáng cho mọi người. Tôi mượn nhà bếp của anh chút được không? Cũng được. Nhưng mà sử dụng xong rồi thì phải cất dụng cụ lại y như vị trí cũ.
dao cũng phải chia theo loại, cái nào cắt thịt cắt rau. Làm xong hết rồi rửa sạch cho tôi. Tôi không thích đồ bếp dơ bẩn. Về chuyện bếp nút, tin tưởng tôi được mà. Nắm tay đi. Hết nóng chưa? Ý tôi là nắm tay cô kìa. Trễ quá rồi. Soda, dậy rồi sao? Nếu mình chưa dậy thì đứng đây chi? Chào buổi sáng anh Bon. Nè cô. Dạ. Đừng làm mất mát đồ bếp của nhà tôi nha. Nếu như cô làm mất thì đừng mong tôi sẽ cho cô dùng tiếp. Dạ. Quá lắm rồi đó. Đừng có ra lệnh cho bạn của tôi. Chúng tôi cũng bỏ tiền ra mua. Bếp này cũng là bếp của chúng tôi nữa. Giấy tờ là tên của tôi. Tôi có quyền đuổi các cô đi lúc nào cũng được đó, cô biết không? Anh dám hả? Anh dám đuổi chúng tôi sao? Bình tĩnh đi mà. Cậu không biết sợ hả? Lỡ bị đuổi nữa bây giờ. Ủa mà Soda, chút nữa cậu đi với mình tới đồn đi đó. Mình phải tìm tên ôn đó cho thật nhanh, để không phải gặp người này mỗi ngày nữa. Cũng ác quá ha, đồ rắn độc. Cậu nói cái gì vậy Soda? Hồi nãy mà nhìn thấy, cậu đã nắm lỗ tai bếp trưởng đẹp trai độc thân của mình. Cậu cũng khác quá đó. Mình không có khác, đó chỉ là tai nạn thôi. Ồ, thật là nhiều tai nạn quá ha. Nếu mà là mình không nắm ở đó đâu. Dạ mời. Nhìn gì vậy em? Bộ mặt của anh nhìn giống mặt của ba em lắm hả? Trời ơi. Nè, chửi ba em á không cần phải như vậy đâu anh. Mà nè, ba cô gái á ở chung nhà với anh đó. Đê á chưa? Gì hả? Bị làm phim heo lắm rồi có phải không? Không phải cái gì cũng dễ dàng vậy đâu. Trong phim cỡ như thợ điện còn làm dễ dàng, huống chi anh là đầu bếp đẹp trai. Nhưng mà trong ba cô đó, anh mê cô nào vậy anh? Tôi đang canh cậu đây. Phật à. Ui. Qua đây đi, làm phiền hoài. Đi trong nhà hàng đi. Dạ. Đó, thấy chưa? Ở cái đằng kia kìa, ngồi cả tiếng đồng hồ chưa gọi cái chai nước lọc. Đi hỏi chị ấy, không biết chị có cần gọi thêm gì nữa không? Dạ. Đi, lẹ lên. Dạ. Nhìn gì vậy chị? Hay. Không có nhìn gì đâu em mà. Chỉ là thấy em làm chị nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp nhau đó. Em có nhớ không? Ừ. Em nói là em muốn làm đầu bếp, còn chị cũng muốn làm chủ một nhà hàng. Không thể tin nổi nha. Chị em mình làm quán nổi tiếng đến mức như ngày hôm nay luôn vậy đó à. 5 năm rồi đó em mà, chớp nhoáng luôn. Hai đứa mình thân thiết như chị em thật sự như vậy đúng không hả? Chị cố nói như vậy để em không ra nước ngoài có phải không? Không có gì qua mắt được em hết. Em không đi nữa có đúng không? Đi. Ôi, làm chị phải nói ngọt ngào cho cảm động. Mất thời gian quá đi hả? Chị căng thẳng quá làm gì? Em đã tìm người mới cho chị rồi, tay nghề không thua kém em đâu. Nhưng nó thua ở bộ mặt có hiểu không? Thấy răng của nó không? Hả? Giống như là ngậm ngói chùa trong họng vậy đó. Cứ trời trời đang vậy nè. Đứa con gái nào dám tới quán chị ăn. Em trai. Ừ? Nếu em đi nước ngoài vì con nhỏ đìa đó ha, để chị giải quyết cho. Tấm thân này nè, chịu dâng hiến cho em đến khi em quên được đi bằng gái cũ của em thì thôi. Chịu không? Không chịu đâu. Em sợ hồn của chồng chị về bóp cổ em đó. Hay nè, hồn ảnh còn không về gặp chị nữa mà. À chị ơi, chị nói là không có gọi thêm gì hết á. Chỉ là thầy bói tới đợi khách hàng thôi à. Vậy thì không xem bói cho chị trước thì chị chửi cho biết tay. Ôi trời nóng quá mà. Anh Bông mà. Có tin từ anh Ôn chưa? Bạn của anh nói là nó đang ở khu Narathiwat.
sao lại đi xa dữ vậy ta? Sao rồi Luộc, gặp nó chưa? Chưa hả? Ok, cảm ơn nhiều nha. Sao hả? Lấy ca muối hả? Được rồi. Mình không nói với ai đâu. Thì cứ chia mỗi người một nửa đi. Làm vậy coi sao được chứ. Đây rồi, bắt quả tang tại trận luôn rồi. Anh đang nói chuyện với Ôn có đúng không? Ôn cái gì mà Ôn? Nè anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Nè cô, bạn của tôi không phải là thằng Ôn. Sao lại không phải? Hồi nãy chính tai tôi nghe thấy mà. Anh đang chia tiền mỗi người một nửa. Chia cá muối chứ không phải là tiền. Nè, nếu như anh muốn bịa chuyện thì bịa chuyện cho đáng tin một chút đi. Nếu thật là cá muối, tại sao phải nói không nói ai? Là cá nhú biển muối từ Narathiwat. Nó khó tìm lắm, nếu nhiều người biết họ sẽ tranh nhau mua hết đó. Đưa đi. Tôi không tin. Nè anh Ôn, anh mang tiền trả cho tôi ngay bây giờ đi. Còn hỏi cái gì nữa? Tiền cái con khỉ là sao vậy? Nè, dấu hiệu phải không? Dấu hiệu gì chứ, nó chửi cô mà cô còn không biết nữa. Đưa đi. Không, tôi không tin. Nè anh, anh ta nói anh ở tỉnh Narathiwat. Vậy anh ở huyện nào? Ở huyện nào? Tát Bay. Quen biết nhau đã mấy năm rồi? Mấy năm rồi? 2 năm. Mật mã bưu điện nhà anh ta. Có lấy tên ba mẹ luôn không đi? Đưa đi. Tôi không biết. Tóm lại là tôi cũng không tin anh được đâu. Ê, chờ chút. Nè. Đây, nếu như không có gì đáng ngờ, tôi muốn kiểm tra điện thoại của anh. Sao cô kiểm tra điện thoại của tôi chứ? Quyền riêng tư của tôi. Tại đó. Sao không? Nè, đây là điện thoại của tôi. Nè, đưa tôi. Đủ rồi, buông ra. Là của tôi, của tôi. Đưa cho tôi. Hey, ê. Tại sao anh lại hôn tôi chứ? Cô là người nằm đè lên người tôi mà. Anh mới là người kéo tôi ngã đó. Đồ biến thái. Tôi muốn hôn cô lắm hả? Miệng lỡ y như miệng trâu vậy. Cái đồ miệng thối, cái đồ biến thái. Trời ơi, soda. Nè nè, cô muốn nôn hả? Nôn vô đây, vô đây. Nè cô, vô phòng mà ngủ đi. Nè. Anh Năm, em ghét anh. Nè, anh định làm gì bạn tôi vậy? Nè, bạn cô mới làm gì tôi kìa. Bạn tôi sao làm gì được anh chứ? Nè, đó. Anh Năm, em yêu anh. Thấy chưa? Hả? Nói với bạn của cô là đừng có lợi dụng tôi nữa. Soda, tại sao lại nằm đấy? Cái gì? Tên Ôn? Nè Ôn, đi đâu vậy khỉnh? Trà thơm nè. Cảm ơn. Uống đi. Không muốn uống cái này, muốn ăn cái đó. Anh Phong. Anh. Đây. Đây là cái gì? Tờ giấy. Còn dám chối nữa hả? Hả? Tôi bắt quả tang anh liên lạc với anh Ôn rồi đó. Hả? Hả? Liên lạc gì chứ? Tôi vẫn chưa liên lạc được với nó mà. Đây nè, thư của anh Ôn gửi đến. Anh ta mới vừa để nó ở trước cửa. Tôi có chạy đuổi theo anh ta nhưng mà không kịp. Thư nói gì vậy khỉnh? Đâu có biết. Mình chỉ biết đuổi theo anh ta thôi nên không kịp mở ra xem. Lần này
anh biết tay tôi. Tránh ra. Nẹp không? Chắc bây giờ cậu muốn chửi mình lắm. Nhưng cậu đổ lỗi hết cho mình thì không được. Phải đổ cho em U đó. Cho dù là lỗi của em U, mình cũng phải xin lỗi thay em U vì đã gây ra khó khăn này. Nếu không cần thiết mình sẽ không làm tới mức này đâu. Ủa, đây là thư xin lỗi mà. Vậy là anh Phong đâu có lừa chúng ta đâu. Ai mà biết được, anh ta lén viết thư lừa chúng ta cũng không chừng. Bản chất đàn ông không thể nào tin tưởng được đâu. Bản chất phụ nữ các cô tin tưởng được sao? Tôi cho các cô ở đây là làm phước lắm rồi. Không phải chỉ các cô muốn gặp thằng Ôn đâu, tôi cũng muốn gặp nó nữa kìa. Tôi sẽ được giải thoát khỏi chỗ này. Đúng là đáng ghét thiệt. Hèm, anh tới trễ hen. Ánh mắt bơ phờ, mặt mũi hốc hác, vậy là đêm qua không ngủ rồi. Chắc chắn làm việc cực lực lắm. Phạm 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 phạm. Tào lao quá đi. Bớt chọc anh với ba cô gái đó đi. Anh đang bực đi. Ui, phụ nữ có gì đâu mà bực mình anh ơi. Nè Phật. Dạ. Chị Cung vẫn chưa xử lý bà thầy bói hả? Xử lý cái gì đâu, dẫn khách cho bà thầy bói đó anh. Trời coi đúng lắm đó. Lát nữa hỏi đi, thầy giúp giùm cho ha. À, xin chào, xin chào. À, xin dạ chào thầy. Ba người đàn ông không biết nên chọn ai. Không cần phải lo nữa, cứ hỏi thầy hết đi. À, nhớ cúng dường luôn đó nha. Tới xử lý hay tới tìm khách vậy chị? Thì chị thấy bà thầy bói đó đúng lắm đó em. Hồi nãy lúc chị định đuổi bà, bà chỉ mặt của chị nói chị từng có chồng. Hả? Và chồng của chị chết rồi có đúng không hả? Ôi trời, sợ ốc. Sao biết vậy ta? Ừ, chắc đoán đó chị ơi. Mặt chị cũng già vậy, giống ăn thịt chồng rồi. Chị ăn chồng hay là vợ của cậu vậy? Thật đó. Hồi nãy chị nói cái ốc luôn đó em. Ờ. Thầy còn nói với chị xây dựng cái quán này đi là mơ ước của chồng chị đó. Bộ ai đi nói với thầy hay sao? Ê Phong à, chị nói em không có tin hả? Em phải đi coi thử mới biết nha. Đi đi, tới đây. Đây đây. Xin lỗi, hả? Xin lỗi, hả? Xin tứ lỗi nha. Phải vậy cho sao? Đầu bếp coi trước được không? Lát đầu bếp còn phải thầy đi làm việc. Đầu bếp phải làm việc, xin lỗi. Chị, nè, chị ạ. Vô, chị, vô, chị vô, vô, không vô, cần vô. Chị, nè, vô coi thử đi. Chị ạ, em không nặng tin đúng mà, lại đây, ngồi xuống. Chị, em không có tin thiệt mà. Nếu không thử sẽ không biết đúng sai. Cậu không có số đi nước ngoài đâu cậu à. Chị Cung à. Hả? Chị nói cho thầy biết sao? Đâu có. Xin lỗi thầy nha. Chắc là thầy đoán sai rồi. Tôi sẽ đi nước ngoài bằng mọi giá. Cậu không đi nước ngoài được đâu. Vì cậu sẽ gặp người trong mộng ở đây. Cậu đã cố gắng quên đi quá khứ, cố gắng bịt kín chính mình để thoát khỏi tình yêu. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của cậu, cậu rất muốn có được tình yêu đích thực. Và cậu cũng không biết rằng chính cậu đã mở cửa đón nhận người đó vào từ lâu rồi. Ôi, hay bà cô đó là người trong mộng của em. Tào lâu. Chị Cung à. Hả? Chị nói cho thầy biết sao? Đâu có. Xin lỗi thầy nha. Chắc là thầy đoán sai rồi. Tôi sẽ đi nước ngoài bằng mọi giá. Cậu không đi nước ngoài được đâu. Vì cậu sẽ gặp người trong mộng ở đây. Cậu đã cố gắng quên đi quá khứ, cố gắng bịt kín chính mình để thoát khỏi tình yêu. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của cậu, cậu rất muốn có được tình yêu đích thực. Và cậu cũng không biết rằng chính cậu đã mở cửa đón nhận người đó vào từ lâu rồi. Ôi, hay bà cô đó là người trong mộng của em. Tào lâu. Soda. Hết khô họng chưa? Uống trà của cậu xong đỡ rồi. Đi, đi tiệc tiếp đi. Ơ trời. Nè,
mình có cái này cho các cậu nè. Gì vậy? Tan tan. Ký đi. Cái gì vậy? Chính là tờ giao ước. Giao ước ba chúng ta sẽ sống độc thân cùng nhau suốt cuộc đời này. Hả? Vậy thì Soda sẽ không còn nói là mình quyến rũ anh Phong nữa. Khỉnh. Cậu là người nói với mình mà. Cuộc sống của chúng ta không nhất thiết phải có đàn ông vẫn hạnh phúc được. Là cậu cố ý nói để an ủi mình không buồn chuyện anh Tôn đúng không? Lại khóc nữa rồi nè. Ký thì ký. Ký nha. Soda, cậu cũng ký luôn đi. Kiển nè, cậu nói dễ ghê đó. Cậu không dùng lâu rồi mà. Cắn mạng nhện rồi. Nè. Ký đi. Ký đi. Ký cũng được, hả? Mình cũng đã ký theo Kiển đó. Cuối cùng thì ba người chúng ta cũng được sống độc thân hạnh phúc rồi, không cần phải đi năn nỉ đàn ông nữa. Nếu cần gì cứ gọi thêm nha. Bỏ hàng không được theo hàng đi nha. Đây là bộ dạng của kẻ không tin thầy bói đó đây sao hả? Cậu em, em có biết tại sao chị cho thầy bói tới xem bói tại quán của mình hay không vậy? Em không biết nữa. Trời đất, chị nói cho mà nghe. Nếu em làm cái gì không được á, thì phải học hỏi. Phải học hỏi nghe chưa? Tại sao? Phải thay đổi và tìm hiểu những cái tốt 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 trong đó. Trường hợp thầy bói á, mặc dù cả ngày chỉ gọi một ly nước lọc, nhưng em nhìn xem người mà tới ngồi xem bói đi ha. Mình bán được bao nhiêu ly nước nè. Bán được nhiều đồ ăn thức uống lắm đó nha chưa. Bây giờ em đã tìm thấy được cái tốt từ các cô gái đó chưa? Đừng làm bạn mặt chán chường như vậy nữa chứ. Cái tốt 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 mà thầy bói nói á, em đã gặp người tình trong mộng. Đó là cái tốt mà ba cô gái đó mang đến được còn gì nữa. Sắp chết nè chị. Một người á thì miệng mồm chanh chua chửi nhau cả ngày, còn người thì say như hũ chìm vậy. Không phải còn một người đầm thắm lắm hay sao hả? Thôi đi chị ơi, nhõng nhẽo như vậy em chịu không nổi đâu. Em đang sợ tình yêu đúng không hả em trai? Em trai, cũng đã mấy tháng rồi. Em đó, quên đìa đi nha, và mở lòng đón nhận người khác được rồi đó. Nè, em chần chừ hoài, chờ mà đau lòng giống như chị cho mà coi, rồi không thấy được giá trị tình yêu sau khi chồng chị qua đời. Vậy đi chị, nếu như em đi qua đó hễ có gặp ai em sẽ nói cho chị biết. Em gọi nói chị làm gì chứ, bởi vì em đâu có đi nước ngoài đâu. Thầy bói phán rồi, em không có đi nước ngoài đâu. Em gặp người trong mộng rồi, và em đã mở cửa đón nhận người ta. Lại cái bản mặt này nữa. Chị nhớ hoài cái mặt này luôn đó nha. Và chị sẽ chờ xem kết quả nha, bếp trưởng. Tôi đã mở cửa đón nhận người đó vào lâu. Jenny, xác nhận khách mời hết rồi phải không?
Cảnh đầu tiên bắt đầu 8 giờ nha. Lần này thì mình quay 3 cảnh. Nếu qua nửa đêm sẽ bị tính phí của phòng thu đó. Vậy kịch bản cho MC xem chưa? Tại sao anh Năm lại đối xử với em như vậy? Cái con điên này. Soda, đang nói chuyện công việc mà. Jenny à, nói chuyện công việc hay nói chuyện với gái vậy hả? Soda, thôi say rồi khóc lóc kể lể như vậy có được không? Lúc ta nè, cậu vô thì tốt quá, tới chăm sóc cho nó đi, ngủ mơ tới anh Năm nữa rồi kìa. Cậu đừng tức giận nó nữa khỉnh. Nó say lúc nào mà không như vậy chứ. Gửi lịch qua cho chị xem lần nữa nha. Để chị xem giúp cho. Cậu chăm sóc cho người khác tốt thật đó nha lúc tan. Anh Ton thật là ngốc khi bỏ cậu đi. Mình có lẽ là bạn tốt, nhưng lại là người yêu chán tới phát bực. Nè, đừng có buồn nha. Mình không sao hết. Lại đây đi. Lại đây. Nè, mình nói cái này cho cậu nghe nha. Tốt như cậu đó, nếu có con, không phải làm thầy tu đâu. Tại sao lại vậy? Thì lúc đó cậu làm thánh rồi. Hả? Anh Năm, anh sẽ đi tu hả anh Năm? Trễ rồi. Chào buổi sáng. Lúc tàn tại cậu không đánh thức mình. Mình hét để gọi cậu tới đau hết cả cổ đây nè. Biết là đi làm sớm mà tại sao lại đi chơi khuya khoát như vậy chứ? Con xin lỗi mẹ, con đi làm nha mẹ ơi. Nè, chờ chút. Sandwich và nước cam của cậu nè. Ôi, cảm ơn nhiều nha. Trễ rồi. Xuyệt làm gì chứ, đây cũng là nhà của chúng ta mà. Khỉnh, đừng cãi nhau với anh ấy nữa, trễ rồi không phải sao? Về mà. Đây, sandwich và cà phê của cậu nè. Cảm ơn nha. Tối nay các cậu có về ăn cơm với mình không đó? Mình làm cơm rồi chờ. Được. Nè, cầm không đi. Cần đâu Khỉnh, mình còn đủ tiền để dành mà. Ơi, đây là tiền gạo, cầm đi. Khi cậu có việc làm, mình không cho nữa đâu. Đi nha. Bye. À, anh Phong à, sandwich nha. Tôi có để phần cho anh nè. Làm vợ họ đủ rồi, không cần cư xử như vợ của tôi đâu. Sao cô lại không có việc làm như bạn của cô hả? Chuyện nó dài lắm. Nếu như anh đổi ý thì sandwich để ở đây nha. Nè, nè. Bị cái gì vậy? Mời quý khách vào.
Dạ cảm xin mời. Cảm ơn rất là nhiều. Chúc ngon miệng, chúc ngon miệng. Cảm ơn nha. Dạ chị nha. Đau à? Bắt đầu mấy giờ tại sao đi trễ? Vì em đi mua một chút đồ về đó chị. Biết đi mua đồ còn thời gian đi làm không cần xem sao hả? Dạ em đi trễ, chị phải đi mua bánh dừa cho chị Cun về nè. Có phải gì mua bánh dừa hay không đó. Thôi trễ con chút thôi, đi làm việc trước đi ha. Hay để mặc bánh dừa ra giọng như mỏ mình vậy ta. Dạ xin mời. Dạ dạ. Ôi trời, xin chào. Em tới ăn nhà của chị nữa hay sao vậy? Mê đồ ăn hay mê bếp trưởng đây? Trời ơi, thiệt ra mê mấy anh phục vụ như em cũng được mà. Nhiều chuyện. Ôi, lúc tan mặc đồ nhân viên nè, định đi đâu vậy hả? Nhiều chuyện có kém gì đâu. Ê phát. Dạ. Chị nghe đó nha, đi đâu? Đi dạ. Đi. Em đi phỏng vấn đó chị, nên ghé ăn sáng trước. Vậy thì ngồi ở quầy ăn luôn đi. Chỗ đó không có tốt đâu. Nói nghe nè, mà đi phỏng vấn thì phải ngồi chỗ may mắn mới được chứ, phải không? Ngồi đây rất may mắn nha. Làm gì đó, menu menu đâu rồi? Cảm ơn. Anh à, đêm qua anh mấy bông vậy? Mấy bông cái gì? Thì nhìn nồi canh như vậy, chắc đêm qua cũng hái mấy bông rồi hen. Bậy bạ không à. Cô ta tự ngồi, không liên quan tới anh. Lúc tan. Dạ. Để chị cùng giúp em phỏng vấn thử nha. Dạ. Nè, thấy vậy chứ trước đây chị từng làm việc ở công ty quảng cáo đó, từng tuyển người vào công ty đó nha. Thật sao? Chứ. Nè, em tập trước sẽ tốt hơn, có muốn không? Dạ, đây, đưa đây chị coi thử đi. Ơi, đáng quan tâm quá trời luôn. Cô lúc tan nè, không biết là cô đã có người yêu chưa? Lúc phỏng vấn xin việc, người ta có câu hỏi kiểu này thật sao chị? Phải có chứ, đây gọi là kỹ thuật để giúp người phỏng vấn thấy một chút thư giãn, relax. Làm lại nào. 1, 2, 3. Không biết cô có người yêu hay chưa hả? Dạ vẫn chưa có. Vẫn chưa có sao? Vậy câu hỏi thứ hai từ công ty chúng tôi, cô trả lời tôi biết nha. Cô đó, cô độc thân lâu chưa hả? Vừa độc thân. Vừa độc thân, giống em trai của chị Cung luôn nha. Nhìn gì cậu em? Ý chị là thằng Út. Cái trỏ giữa áp Út Út nè, xa tận ba ngón luôn. Không liên quan gì nhau. Tiếp tục. Tiếp tục nha. Chị Cung nói cho em nghe nè. Em trai của chị lúc mà nó mới thất tình, nó buồn rầu khóc lóc đau khổ dằn vặt gần chết luôn. Rồi tính không, tới tận hôm nay vẫn chưa hết luôn. Định bay ra nước ngoài, dứt bỏ mọi thứ ở Thái Lan lại ở sau lưng. Nhìn đám gì cậu? Chị hả? Đang nói tới thằng Út. Tiếp theo. Cô lúc tan từng làm gì hả? Trong công ty trước đây đó. Em làm thư ký cho quản lý. Vị trí tốt như vậy sao lại nghỉ việc hả? Uổng vậy. Là do người yêu cũ của em, anh ấy yêu cầu em nghỉ việc chỉ để chăm sóc cho anh ấy. Nhưng mà em chăm sóc cho anh ấy không được tốt, cho nên anh ấy đòi bỏ em. Ôi trời, sao buồn quá vậy trời. Đổi câu hỏi đi nha. Sau đây sẽ là vấn đề liên quan tới cảm nhận, quan điểm giữa xã hội và văn hóa, được không? Tại sao cô lại không có việc làm như bạn của cô? Người yêu cũ của em, anh ấy yêu cầu em nghỉ việc chỉ để chăm sóc cho anh ấy. Dạ chào anh Phong. Dạ anh về hả? Ừ. Nè Phật. Dạ. Có bao giờ em nói lời tổn thương người ta mà không cố ý không? Dạ chưa bao giờ. Lúc mà em chửi ai hả? Là em luôn cố tình đó anh. Nếu vậy á, ví dụ như em không cố ý dạ, mà em muốn xin lỗi nhưng mà không muốn nói lời xin lỗi, thì em phải làm sao? Thì cô muốn xin lỗi mà lại không muốn mở miệng. Vậy thì thôi nói xin lỗi luôn lần cho nó xong. Thì anh không muốn nói mà. Làm giá nữa.
chị đi á, làm cho anh thay đổi nhiều quá. Lúc trước công nhận anh tốt thiệt luôn, ai cũng nói chuyện hết. Còn giờ đó hả, con chó cũng không dám tới gần anh, nó sợ anh cắn. Mình không nên. Anh không nên làm sai. Anh không nên hỏi em đó, em chửi anh hết lời luôn. Ơi này 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 này, đi đâu đó? Nói chuyện với em chút đi. Dù gì cũng đã nói với nhau rồi, hay là vậy đi. Cái người mà anh chuẩn bị đi làm quà đó, phụ nữ hay là đàn ông? Nếu là đàn ông á, cứ cởi mở nói chuyện như đàn ông đi. Còn nếu như người đó là phụ nữ thì đưa đi ngủ rồi nói chuyện say mê một chút. Bam 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 bam. Điên. Nè, em chỉ nghĩ được có như vậy thôi hả? Ở nhà ăn phim heo thay đồ ăn xong. Nhưng mà người mà anh muốn làm quà á, đó là phụ nữ hay là đàn ông vậy? Em giúp anh có được không đi? Hả? Mất thời gian quá, không giúp thì nói. Ơi nè anh ơi, nán lại chút đã. Trời ơi, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Em đây sẽ giúp anh được mà. Vậy bây giờ á, anh muốn nói xin lỗi có đúng không? Ừ. Thì anh cứ từ từ đối xử tốt với họ đi, rồi họ tự khắc sẽ cảm thấy tốt hơn thôi mà. Thật sao? Ừ. Làm gì mà khóc dữ vậy? Tôi cắt hành tây. Đó là củ cải mà. Nấu ăn mà buồn như vậy tôi nghĩ làm cái khác sẽ tốt hơn. Tôi nấu canh xương heo mà hầu như lần nào cũng như vậy hết đó. Người yêu cũ của tôi, anh ấy thích ăn canh này lắm. Nhưng mà sau này có lẽ tôi không làm ngon nữa, anh ấy ăn món khác. Tôi thử một chút có được không? Dạ. Không liên quan tới đồ ăn, đàn ông họ tệ hơn mà. Nhưng mà súp này vẫn còn thiếu. Đàn ông hả? Vài người họ cũng cần sự cay nóng. Để cho đỡ ngán. Dạ. Làm xong rồi thì khóa ga lại, nếu không thì cháy nhà đó. Chào mừng các bạn đến với chương trình nấu ăn. Hôm nay tôi sẽ dạy các bạn một món rất là đặc sắc. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có: Anh thích nghe chương trình này sao? Đầu bếp chương trình này giỏi lắm đó. Nhiều người rất thích anh ấy. Nghe đâu anh ấy còn được giải ở bên Mỹ nữa. Cho tôi coi chương trình một mình có được không? Dạ được. Xin lỗi anh. Alo Khỉnh, cậu đã về nhà chưa vậy? Sắp rồi cậu. Thằng Lằng, sao lại chửi mình? Không phải chửi, vì vừa có con thằng Lằng. Ờ, chờ dò xét luôn nha. Nó có cắn không đó? Nó được thường quá rồi. Đem tập với MC đi. Nói tiếp đi. Sắp xong rồi, chờ chút xong rồi. Được. Nó cắn tôi đau quá. Thằng Lằng. Thôi, chắc lâu đến lúc ta nè. MC bị thằng Lằng cắn rồi. Vậy cút nha. Mình Thank you.
Alo Soda. Chào em yêu. Dẫn mọi người vào xem, xong rồi thì chắc được về. Cô ơi, cô ơi, lối này, lối này. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Được rồi. Ừ. Thôi nha, khách thì té cầu thang rồi. Dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Alo, alo Soda. Và chương trình nấu ăn. Cảm của ơn. Khỉnh. Nói nghe nè, xin lỗi cậu nha, đêm qua về trễ quá nên mình không ăn canh hầm xương mà cậu nấu được. Không có gì, cả đoàn phải mất hơn một tiếng mới mở miệng con thằng Lặng ra khỏi chân ông MC được đó. Mệt muốn chết. Nếu là mình thì sẽ cắn vào chỗ đó của ông khách đó cho ông khỏi đi tiểu luôn. Nè Khỉnh, đêm qua đó cậu thức dậy rồi vô phòng ngủ. Là cậu đã lấy gối cho mình hả? Là cậu sao? Là sao? Không phải tự lấy à? Vậy hôm qua cậu thức khuya hả? Nhưng nếu cậu ở nhà một mình thì đừng có ngủ như vậy, vào trong phòng mà ngủ. Mà tên Phong đó hả? Không tin tưởng được đâu nha. Điên, anh ấy không làm vậy đâu. Có lẽ anh ta là người tốt cũng nên. Nè, anh ta thông đồng lừa tiền tụi mình, lại thêm từng đuổi tụi mình ra khỏi nhà. Vậy mà tốt hả? Không đuổi chúng ta ra khỏi nhà sao được. Tụi mình lấy chảo đánh anh ấy bất tỉnh, sau đó bắt trói lại, còn nói anh ấy là trộm nữa. Mình nghĩ nếu như mình đối xử tốt với anh ấy một chút, mình có thể thấy khía cạnh khác của anh ấy mà mình chưa từng biết. Mình đã có cách rồi. Đi trước nha. Nè, cậu đi đâu đó? Lúc ta nè, chưa gì đã bị tên Phong đó bỏ bùa rồi sao? Anh ấy tốt thật mà. Đêm trước nè, thấy mặc quần ngủ ra lấy nước hả, tốt thật. Cái đó phải là bản tính không vậy? Thì là bản tính mà. Bản tính anh bòn to lắm. Ý là tâm tính to lớn mới cho tụi mình ở lại đây. Không cho mình ở sao được? Hắn lừa tiền tụi mình rồi cảm thấy sai đó, lại còn làm bộ đùa giỡn nghiêm túc mới ghê chứ. Giống như là sợ mình biết được kẻ hở vậy. Người gì chứ, đẹp thì không đẹp, nhìn cái mặt giống như là ông bán tàu hũ vậy. Mình nói không vậy? Chắc là không nghe đâu. Tàu hũ không, không có cho đâu. Bán. Ôi trời ơi, anh ta nghe được những gì cậu nói đó. Ừ thì không bị đuổi khỏi nhà. Nghe thì nghe đi, mình không quan tâm chút nào hết. Nè, lúc nãy lúc Tành nó nói muốn mình thấy khía cạnh khác của anh Phong mình chưa từng thấy, đúng không? Ừ.
Cậu à, mình cảm thấy trong phòng này chắc chắn là có bằng chứng anh ta thông đồng lừa tiền tụi mình đó. Cậu chắc chắn không khiển? Nếu anh bọn bắt được lần này thì ngủ trong tù luôn nha. Ôi, anh ta mới ra ngoài đi làm, hơn nữa là về khuya. Mình nghĩ mình cứ đi tìm bằng chứng trước khi anh ta về thì tốt hơn. Đi, chia ra đi. Nè, soda. Tủ này bị khóa nè. Lại đây. Sao cứng quá vậy nè? Em tới trễ nha chị. Vừa có tôi lái xe không đàng hoàng, bùng bắn hết lên người của em. Dạ, em đi thay đồ liền. Bây giờ cậu tính sao đây? Hả? Được thấy anh Bon ở khía cạnh khác mà mình chưa từng thấy thật luôn. Cậu ăn xúc xích gì giờ này hả Soda? Thì mình đói. Đi làm đó hả anh xúc xích? Lộn, anh Bon. Khiển, cậu định đi đâu? Mình nghĩ cái tủ nó bị khóa rồi, phải có gì đó chắc luôn. Ê ê ê ê, không được, không được đâu nha. Khiển à, cậu nghĩ cho kỹ nha. Lần này nếu cậu bị bắt được vô phòng người ta, không phải mình cậu gặp rắc rối thôi, mà cả ba đứa chúng ta sẽ không có chỗ ở. Mình nghĩ là lúc ta nó thấy gì đó ở anh Bon thật sự. Tuy nhiên nó vẫn chưa thấy điều mà chúng ta nhìn thấy. Nếu như mà nó chắc chắn, sao mình không thử xem lần nữa? Dạ xin cảm ơn. Cảm ơn. Xin chào cô. Dạ. Cô tên gì? Là tặng cho anh Phong. Anh Phong đó hả? Dạ. Được. บอยทกรเกียรติวีระวันพบแบงค์ปริตินกสินใจและเหล่านักแสดงอีกมากมายลอดลายมังกรเดอะมิวสิคัลเปิดแสดงแล้ววันนี้ có sao không đó ổn mà tin mình đi 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 nè anh Phong àMấy cô là bảo vệ hả? Đứng đó làm gì? Khỉnh. Anh Phong à, thật ra lúc ban đầu chúng tôi không tốt với anh lắm, nhưng mà anh vẫn tốt bụng cho chúng tôi ở lại đây. Chúng tôi có món quà muốn tặng cho anh, coi như đây là việc bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta. Anh có thích không? Tôi thấy anh xem chương trình này hoài nên mua nó tặng cho anh. Và quan trọng là có chữ ký luôn đó. Nè. Bớt xen vào cuộc sống của tôi đi. Sao hả?
khía cạnh chưa từng thấy đó hả? Còn ghê hơn mình nghĩ nữa. Đi shopping mua đồ nhiều như vậy thật là hạnh phúc làm sao. Đã bao lâu rồi mình chưa từng đi shopping như vậy ha? Không biết nữa, có lẽ từ lúc bị lừa ha. Ha, không biết tên ôn đó lấy tiền chúng ta xài những gì rồi. Không biết thì đi hỏi tên Phong đó kìa, không chừng đã chia tiền nhau xài rồi cũng nên. Mình nói cậu nhìn anh ấy ở góc độ tốt chút đi, không phải người như vậy đâu. Nhìn như vậy thì mình nhìn xem cậu đang bay hay là đang đi, tốt bụng như tiên nữ vậy, không chừng bay được đó nha. Cậu không nhớ gì sao? Tên Phong đó đối xử với chúng ta ra sao? Anh có thích không? Tôi thấy anh thường xem chương trình đó hoài nên mua nó tặng cho anh đó. Quan trọng là còn có chữ ký nữa đó. Nè. Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Khó trị như vậy đó hả? Nếu như để mình thuần phục được, chắc chắn mình sẽ rất tự hào. Hơi lớn tiếng hả? Lớn. Có ai đói không? Mình sẽ làm cơm chiên. Mình ăn. Mình ăn kiêng. Chúng ta hãy chờ xem bản chất thật của anh Aran đây là độc thân, có vợ hay bơ phụ nữ. Bây giờ chúng ta xem bản chất thật của anh Aran là như thế nào. Ôi trời, các cậu, mình biết tại sao tên Phong lại đối xử tệ với chúng ta rồi. Nếu cậu nghĩ thế giới này êm đẹp như lúc tan thì cho mình xin đi ha. Không đâu, không đâu, không đâu. Mình biết rồi, anh ta thuộc dạng bơ phụ nữ. Hả? Là gay đó. Hả? Nói gì vậy Soda? Các cậu nghĩ thử mà coi, con trai gì mà sạch sẽ tới mức độ đó. Chúng ta tới đây đã lâu mà một hạt bụi cũng chưa từng thấy. Và bếp trưởng mà anh đó chắc là người yêu cũ của tên Phong. Nhưng có kết thúc không được đẹp, rồi tên Phong thấy sách của chồng cũ mới giận dữ với chúng ta. Có chắc không đó? Không chắc lắm. Cho nên mình mới chứng minh để xem anh ta có thuộc nhóm đó không. Cậu chứng minh sao đây? Đã tới thời khắc của Soda rồi. Anh về nhà rồi hả? Tới vậy hay sao? Tôi không có ghét mà là bực mình đó. Anh cũng thích xem thế giới động vật nữa hả? Tôi muốn hỏi anh một chút, khi ngồi cùng người yêu, anh là sư tử hay là nai con vậy? Câu hỏi này có thể khó với người yêu của anh. Thế này nha, anh là nai con hay nai lớn? Tôi không biết cô đang nghĩ cái gì về tôi, nhưng mà làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Radar của tôi đoán không sai.
anh là gay. Trong lúc mà tôi quyến rũ anh đâu có để ý. Hôm đó anh giận dữ ném quyển sách đi là bởi vì người đó là chồng cũ của anh, có đúng không? Cô đang nói gì vậy? Thôi, anh cứ làm như không biết gì vậy. Tôi hiểu hết đó nha. Anh muốn trốn đi nước ngoài bởi vì anh muốn quên đi quá khứ với chồng cũ, phải không? Cô nghĩ tôi là gay sao? Đúng vậy đó. Này con. Còn nghĩ tôi là nai không? Sư tử, sư tử. Ủa, cậu đi phỏng vấn xin việc hả? Mình mới về tới nhà. Hôm qua chương trình của mình quay một cảnh có con trâu. Anh tâm khờ ghê, không biết gì hết đó. Mang nguyên cái áo đỏ cho MC mặc, cho nên MC bị trâu hút. Mệt cả đêm luôn rồi cậu à. Ủa, cậu làm cơm chiên cho mình ăn đó hả? Lấy tiền đâu ra vậy? Hôm nay Soda không đi làm sao? Vậy đi. Thôi nha, cúp máy đây. Soda. Soda à. Soda, dậy ăn cơm. Soda à. Ủa, không có ở đây. Đi đâu mất tiêu rồi. Sáng sớm làm cái gì chị? Đừng có làm phiền người khác có được không? Tôi không chỉ làm phiền những người không đáng để làm phiền mà thôi. Nhưng mà đối với người quăng quyển sách của bạn tôi, sao tôi phải giữ ý? Giữ lời nói đó dạy cho anh thì tốt hơn. Vậy thì mời cô làm sùm như mấy bà bán cá ngoài chợ đi.
Your tower has been destroyed.